Công an nổ súng bắn chỉ thiên ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến. Một nhóm đối tượng điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao mang theo hung khí đi chém một nhóm khác. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng nhóm đối tượng không chấp hành nên tổ tuần tra nổ súng bắn chỉ thiên. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Công huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ngăn chặn kịp một vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị trấn Củ Chi. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 3, tổ công tác 363, Công an huyện Củ Chi đang tuần tra trên đường Nguyễn Văn Sơ, khu phố 1, thị trấn Củ Chi thì phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao mang theo hung khí. Lúc này tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng nhóm đối tượng không chấp hành. Khi tổ tuần tra nổ súng bắn chỉ thiên và tiếp tục yêu cầu dừng xe thì nhóm đối tượng ném lại hung khí trên đường rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi đến trước nhà số 25 Nguyễn Văn Kha, khu phố 8, thị trấn Củ Chi thì khống chế bắt giữ được hai đối tượng Phan Hữu Tấn, sinh năm 2006, thường trú xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi và Dương Trung Hiếu, sinh năm 2004, thường trú tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Tại công an, hai đối tượng khai nhận đang đi cùng nhóm của một đối tượng tên Danh, mang theo nhiều cây dao tự chế để chém nhóm của một đối tượng tên Nghĩa. Do hai nhóm này trước đây có mâu thuẫn với nhau, ngoài Tấn và Hiếu, công an điều tra xác định nhóm trên còn 8 đối tượng đang lẩn trốn. Trong đó có hai đối tượng đã xác định rõ danh tính là Nguyễn Thành Danh và Lâm Thành Nam, sinh năm 2007, cùng ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Công an nhận định vụ việc trên có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nên khẩn trương truy tìm 8 đối tượng còn lại để điều tra xử lý.